Đến hẹn lại lên Festival Vibe Việt Sydney năm nay lại mang tới cho du khách những màn trình diễn ánh sáng ấn tượng. Và đó là những hình ảnh mà chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Mỗi năm một lần, thành phố lớn nhất Australia lại được tràn ngập trong những màn biểu diễn nghệ thuật hoành tráng vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, thu hút hơn nửa triệu du khách tới tham quan. Nhà hát Opera biểu tượng của Sydney là công trình được quan tâm và đầu tư công phu nhất. Các nghệ sĩ hàng đầu đã không tiếc công sức để biến đổi cho nhà hát trong những bộ áo mới vô cùng độc đáo và ấn tượng. Màn trình diễn ánh sáng bên ngoài công trình nhà hát Opera Sydney huyền thoại chỉ là một phần của lễ hội. Từ cầu cảng cho đến khắp đường phố Sydney, những ngày này đều trở nên lung linh và rực rỡ ánh đèn. Những du khách may mắn tới Sydney dịp này sẽ có dịp trải nghiệm không thể nào quên. Lễ hội diễn ra từ ngày 23 tháng 5 và sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 6 tới.